Mình đi ra bờ đè mình kêu ăn miếng cá gì cái lưu kiểu mà mấy ông bắt cá hồi xưa anh em. Cây nước cái mùa cạn này cây cá nhiều không, chắc mót cũng kiếm được vài con. Nhớ cái trò này lâu lắm rồi mà chưa có làm. Cái địa thế này nhìn coi im quá, cá đi láng mòn hay gì kìa chị Lâm ơi, thấy không? Sợ cái thùng nó không đủ chức năng đó chị Lâm, sợ cá bự nó phóng ra. Này nãy mình theo mình đem theo cái giá ngon quá ha. Nước nhiều quá hồi nó tát nước ra nữa rồi. Nặng cái đầu xuống rồi hết. Tát ra nặng xuống. Chưa đâu thùng sâu mà. Chút nữa chị Lượm ơi. Đọc, để xuống thử đây. Cái còn nhô cao quá mà. Cái này là dừa nè. Thì đắp đất xuống dưới cho nước tràn ra. Mình đắp đắp đất lên chút nữa cho nó làm cho nó có cái mô lên đúng không? Gần cái cá thấy thùng mất tiêu lại rồi. Không có cái bự, không có cái nhỏ chứ. Làm đường đi kiếm cái đường lóc cho nó có cái khe chứ chị Lâm, chứ để vậy nó đi ra ngoài nha. Chút nữa. Tự rào lại. Mấy cái này rào lại. Tại đất này nó mềm quá. Bay lên đó. Cái cây dài. Nhóm mới thụng nhóm lên hả? Tại nãy dưới nước nhiều quá gì.
cái cách bắt cá này là kiểu hồi xưa dữ lắm luôn rồi đúng không? Nhớ kiểu như xưa câu phim đất phương Nam có mấy khúc đặt cá này hay gì vậy. Còn cao dữ không ta? Có cách nào cho cá nó bớt nó bớt phóng ra không? Rồi lùa cái đám sậy mấy giặt giặt mấy ngoài này vô đó nữa ngon rồi. Ok rồi anh em á ha. Còn chờ vấn đề là thời gian thôi, sáng mai mình đi thăm. Hẹn anh em sáng mai mình đi thăm anh em ha. Sáng mai mình dậy tờ mờ sớm, sớm nói chung là sớm càng chừng nào càng tốt chừng nấy. Hôm qua mình đi nhận cái thùng đó. Mình có giăng thêm khúc lưới nữa anh em ha. Sáng trời xì lộm tính đi thăm sáng sớm rồi xì lộm nó ngủ trưa quá hoàng trễ rồi anh em đi gỡ mấy cá lưới này cái hồi mình vô mình thăm cái thùng hôm qua mình nhận luôn cái hầm á mấy cá nhỏ rồi bỏ hết thì xì lộm nhỏ là ăn cái xương nó mềm khô khô. Ba sáng thì sáng bữa nay sớm hôm này ngủ trễ không biết có ai thăm không có lý không thấy thấy tình hình sao có nè là dài có không có ôi trời ôi ngon à ôi nó vô lâu quá nó chết luôn rồi chị lợp nó bị dê sình á sình nhiều nè hôm qua mình để sình vô tổng nó bị ngọt sình trời ơi cá lóc nhỏ 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 nhỏ, nhỏ. Quá chừng luôn con này hơi bự một chút để sình cái nó ngọt trời ơi cá lóc này mà bự mê cho coi tơi bự cái là nửa thùng cho lên trời ơi quậy quậy ở ngoài đó tối đêm nay nữa sáng mai nữa. Nó hôi sình vậy, chui vô đi à. Nó che luôn. Ôi ôi quá chừng cái. Ôi ôi ôi. Cháy cháy. Mẻ quá kìa. Cái sình nó ngọt tới chết. Ủa nó. Rồi thấy hàm anh em ơi. Hàm cái chê.
hai cá trê thôi. Ừ, mấy con vậy đây ngon. Cá còn ngoài đó nhá. Cái thùng này ăn chút chút nữa, cái thùng này cao quá. À, ừ, cái thùng này làm như hơi cao vậy lắm mày. Hai chút nữa, chút. Hạ xuống chừng nửa gan đi. Chút nhúng nó chừng luôn. Đây con cá trê nữa trời. Ba con hả? Ba con luôn. Mấy con này quá kệ. Cái già này nó mới lớn, đang con này bốn con. Cái này về mua thả nuôi. Thả thùng trứng rồi thôi, đổi nó. Người đây chắc cỡ 2kg. Thôi rồi. Mê quá anh em. Cá nhỏ 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 không, mà mùa này nó cạn, anh em không bắt thì nó cũng ấy à. Cái kỳ vàng nè. Cái này vàng ruộng gặt nè, nó có bông bông. Còn lai là nó không có bông. Trong mày rửa sạch tao coi mới biết chứ tao đâu có thấy gì đâu. Rửa sạch nó có nút nè, bông bông nè, cái kỳ vàng nè. Cá đồng hả? Ừ. Nó có bông nút này nè. À, bên đây cũng vậy. Nè, nút. Còn cá trê ấy là không có. Không. Nó vàng tươi, cái lai là nó vàng tươi luôn, nó không có nút. Ồ, dễ kiếm đồ ăn quá anh em ơi. Lai thì xuyên lội đi kiếm chút xíu cá nhóc. Nhận lại hả? Nhận lại cho ấy chút hả? Cho nó sát luôn chút nè. Xuống nó ngọt, nó sát đi. Nó cao quá con cá nữa. Nó... này ngon chứ, nhận đêm vậy sáng ngày ra cái bắt cá vô sướng. Cái cách bắt cá này là có lâu lắm rồi anh em ơi, hồi xưa lâu dữ lắm rồi, mà cái giờ mấy cái vùng mà còn ruộng còn đìa này thì mới còn mong mong mà kiếm được chứ còn. Mấy năm trước kìa nhận cái cá cổ tay nè. Chứ còn cũng mấy cái mà cách bắt cá này cũng hiếm còn chỗ có lắm anh em ơi. Với lại cá giờ nó cũng ít rồi, người ta cũng không có làm, ta cũng không còn làm nhiều. Còn dùng ở U Minh, Cà Mau này còn ha. Bọc cá này chắc cũng cỡ 2kg anh em. Ngon ha. Cá lóc đồng không. Rồi thì qua cái video này chia sẻ đến anh em cái cách bắt cá của người dân ở đây ha. Cái bắt cá này có từ xưa rồi. Hai anh em nhớ lại nó đi rủ nó đi làm đây. Làm clip chia sẻ với anh em ha. Đây là nhận hầm thiệt nè chứ không phải giả dối đâu nha với các bạn. Ở đây là thiệt không chứ không có mà dốc nha. Rồi. Cái em cũng kết thúc cái video mình ở đây. Qua video thì cũng cảm ơn xì lộn luôn nha. Hợp tác làm cái video này. Chứ thời giờ mình đi kiếm kêu mà người nhận hầm này cũng khó, ai đi làm lắm anh em ơi. Rồi, em kết thúc ha. Hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video lần sau. Rồi biết đâu mà mai thì, bữa nay đi anh em không có chuẩn bị á. Chưa biết có cá hay không. Nhiều khi mai sáng lại rủ anh chị em đi thăm rồi mình nướng mình nhậu luôn ngoài ruộng cho vui anh em ha. Rồi bye bye anh chị em. Ok, bye bye. Xin chào tất cả các bạn.